vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Guinea-Bissau Umaro Siskoso Ebalo và phu nhân đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Guinea-Bissau thăm chính thức Việt Nam kể từ ngày 5 tới ngày 8 tháng 9. Chiều nay, sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Umaro Siskoso Ebalo. Nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Umaro Siskoso Ebalo thăm chính thức Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng. Tiếp theo, các hoạt động trao đổi đoàn, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước trong thời gian gần đây. Chuyến thăm lần này của Tổng thống Umaro Siskoso Ebalo sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tạo xung lực mới cho quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước. Trong không khí thân tình cởi mở, hai nhà lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước và bày tỏ hài lòng về những kết quả tích cực trong quan hệ song phương. Trong bối cảnh Việt Nam và Guinea-Bissau vừa kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2023. Trên cơ sở đó, hai bên đã trao đổi và đề ra các phương hướng nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương trong thời gian tới. Về chính trị, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi tiếp xúc cấp cao và các cấp nhằm củng cố tin cậy chính trị, tạo động lực mới cho hợp tác song phương, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có việc tích cực triển khai bản ghi nhớ về thiết lập cơ chế tham vấn chính trị và ngoại giao giữa Bộ Ngoại giao hai nước được ký kết nhân chuyến thăm lần này. Để tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn giữa hai nước, Tổng thống Guinea-Bissau cho biết sẽ miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ của Việt Nam. Nhân dịp này, Tổng thống Guinea-Bissau trân trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sớm thăm chính thức Guinea-Bissau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn và vui vẻ nhận lời. Cảm ơn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chia sẻ kinh nghiệm quý báu về phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Tổng thống Guinea-Bissau nhất trí phối hợp chặt chẽ nhằm tạo chuyển biến trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tiếp tục khai thác thế mạnh của mặt hàng truyền thống là hạt điều, đồng thời dành các chính sách ưu đãi nhằm thúc đẩy đa dạng hóa các mặt hàng xuất nhập khẩu, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác, kinh doanh tại thị trường của nhau, trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại Liên Hợp Quốc, phong trào không liên kết và nhóm G77. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác của mỗi nước tại các tổ chức khu vực mà hai nước là thành viên như ASEAN, Liên minh châu Phi AU và Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi, ECOWAS, đặc biệt trên các lĩnh vực ưu tiên của các tổ chức như nông nghiệp, giáo dục, y tế, chuyển đổi số. Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ về thiết lập cơ chế tham vấn chính trị và bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp